Xin chào các bạn. Hướng Dương Ngược Nắng, bộ phim đánh dấu lần thứ 6 hợp tác của Hồng Đăng Hồng Diễm. Trong phim cảnh quay, Hồng Diễm mặc váy ngủ màu đỏ gợi cảm tiến tới ôm Hồng Đăng. Diễn như không diễn khiến fan dần dần. Quả không hổ danh cặp đôi vàng của màn ảnh Việt, tương tác của Hồng Diễm Hồng Đăng trên màn ảnh bùng nổ tới mức khán giả nhận xét họ diễn như không diễn, đem lại cảm giác một cặp đôi đang yêu thực thụ. Mời các bạn xem loạt hình ảnh lụ tim tình bể bình của Hồng Đăng Hồng Diễm trong phim.
Video được dàn dựng bởi kênh Thông tin 24 giờ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.